Đang Châu phải 5 lá mới ra hoa, đây có 3 lá. Kênh Hoa Lan TV giới thiệu các bạn thì cây Lai Châu rất là đặc biệt, vừa mới nhập vườn của anh Trần Tuấn. Các bạn có thể thấy là cái chậu rất là to, đường kính khoảng 50cm, làm bằng gỗ. Cái này có một mẹ một con, cái con thì có 3 lá thôi. Tuy nhiên là tôi được biết là đã ra một cái con này cũng đã có nụ, nhú nụ rồi. Còn cái mẹ thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, có 16 lá, tức là có 8 cặp cộng với cái phần ngọn trên này. Tuy nhiên là nó đang có tới 5 cái nhú ra 5 cái quả hoa. Cái này nó là một cái giống phi điệp, nó là cái giống Lai Châu Ngọc Điểm đấy, trong Nam gọi là Ngọc Điểm, rất là lớn. Cái này có xuất xứ từ vùng Ninh Thuận. Cái này hoa trắng hả anh? Đây là một cái cây hoa trắng thuần của rừng. Nụ đâu? Nụ dưới đấy á? Đấy em tưởng dễ. Nó thấp quá. Cái này là nụ. À thế ạ. Đấy, đấy là nụ. Còn dễ thì nó nụ đấy đúng không? Em tưởng ở trên. Mà mới có 3 lá mà đã. 3 lá. À, có cả cái lá này là 4. Không, lá này là của cây. Của cây mẹ. Thế mới nói là đây là yếu cố. Tức là nó không bỏ lá. Tức là này. Lá rất là to. Đứng ấn đấy, để lá rất là to. Cả bàn tay luôn. Không hết, bàn tay hơn gần, to hơn cả bàn tay. Lực. Ninh Thuận đúng không anh? Không. Bình Thuận. Bình Thuận á? Em tưởng là Ninh Thuận. Bình Thuận. Cái giống này nó đúng là nó không bỏ lá đúng không? Nhưng mà cũng vẫn bị mất đấy, vài lá này. Chỗ nào? Dụng mất lá này. Nhưng mà ví dụ từ kênh này trở lên thì lại không. Trong quá trình chăm sóc nó bị. Có thể là do nó bị dập, nó gãy thôi, chứ còn thực ra là nó không có dụng. Thì đây là cuối cùng. Là cuối cùng vẫn dù nó hơi vàng đây, nhưng nó vẫn nằm đây, nhưng không dụng gì. Cái rễ này rất là to nhỉ. Cái này rễ rất là to khỏe, nhưng mà chắc là phải cần thêm cho một tí. Dinh dưỡng cái hít vào nữa để cho nó ra cái rễ mới. Cái này lá to kinh khủng nhỉ. Cái này chắc là ra đúng tầm Tết đấy nhỉ. Vâng. Khi sáng em với anh Hồng lo từ bên kia sang bên này gần đấy. Đúng rồi. Cái chiều dài cái tán lá đường kính dài cả hai bên khoảng 90 phân ấy, nhìn rộng lắm, kinh khủng luôn. Cả khuôn hình không hết, nên phải lùi ra mới hết khuôn hình. Bên trên là một cái chiều rộng của cây lá to hơn hộp thuốc này. Đúng rồi, cả bàn tay đặt vào còn to hơn bàn tay mà. Lá to kinh khủng. Chụp lên nhỏ có vẻ là những cái nhỏ, nói ra 8 cặp lá thì nó nhỏ. Nhưng ra ngoài đời mới biết được. Cái lúc nó mang về bác Tuấn ông ngạc nhiên luôn. Cây này rất là lớn tiền, nhưng mà tôi sẽ không được nói giá đâu, để cho đỡ ném đá mọi người.
hay ném đá vì giá cả lắm, nên là cái cây này nó quá đáng yêu luôn. Nếu mà ví dụ có tiền mình chơi một cây như kiểu là chấn vườn ấy, chấn vườn thì rất là quý. Cây sáng mới đang hành đến cả mấy cái hòn búa lên. Mà anh Dung bảo mà anh có một bác ở miền Nam bay thẳng ở đây về coi cái này. Hiện tại đang có cái cây này vừa mới về đến vườn của anh Trần Tuấn thôi, nhưng mà đang có rất nhiều người quan tâm muốn đoạt lấy nó. Hy vọng là nó có thể trụ lại được ở vườn, làm cái chấn vườn để nếu mà nó ra hoa tôi còn được chiêm ngưỡng. Nhưng mà nếu có ông nào khách nào quý yêu quý nếu quá đến cướp mất thì mình lại không được ngắm. Ít nhất là sáng nắm rồi đúng không? Để Tết mình có cái NV hoa, một cái chấn vườn này sáu lỗi. Thôi để cho nó ra hoa Tết rồi đã, hạng cho nó đi ở của Tuấn ạ. Để nó có hoa Tết thì nó mới lên giá được. Đúng rồi. Lên sàn. Cây này gọi anh Lân lên ngắm chưa? Cây của ông nào là cây ông nhất đúng không? Hy vọng là nếu có duyên thì sẽ có dịp để làm cái MV về cái bông hoa của cái giò Ngai Châu Ngọc Điểm này. Nó là màu trắng nguyên bản, rất là đẹp, từ vùng Bình Thuận. Đây là một cái giống mà nó rất là khỏe, lá mọc đối nhau rất là thẳng và không hề bỏ lá từ gốc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hoa Lan TV.